Ở đất nền, đất ở những khu đô thị mà chưa có nhu cầu ở thực, chưa ở được hoặc chưa kinh doanh được thì đang ngộp giá rất là nhiều. Còn chung cư Parkira Hà Đông thì sao? Có bao nhiêu căn hộ tại hai tòa chung cư Parkira Hà Đông này đang gộp giá? Chào bạn. nếu bạn đang có nhu cầu mua căn hộ chung cư tại Hà Đông, bạn đang tìm hiểu về chung cư A, chung cư B, chung cư C, bạn đang băn khoăn giữa chung cư này nên chọn chung cư nào để ở. Bạn đang so sánh về giá tiền tiện ích cũng như là sự phù hợp thì chung cư Parkira Hà Đông này sẽ là một gợi ý dành cho bạn. OK và nếu các bạn xem đến đây và lần đầu tiên biết đến kênh YouTube này thì hãy ấn vào nút đăng ký để đón xem nhiều video tiếp theo trên kênh YouTube của Thọ La Cầu nhé. Bạn thân mến, ở du lịch nghỉ dưỡng tại nhà đó là những từ ngữ mà hầu hết mọi người nhắc đến khu đô thị Park City Hà Nội và Parkira là hai tòa chung cư cao cấp nằm giữa của khu đô thị này với cổng chính là mặt đường Lê Trọng Tấn của quận Hà Đông. Và tính đến thời điểm tháng 2 năm 2023 này thì toàn bộ khu đô thị này mới chỉ có duy nhất là hai tòa chung cư cao cấp này. Và tôi cũng không biết là trong tương lai thì chủ đầu tư có xây dựng thêm một vài tòa chung cư nữa không và thời điểm này thì xây nhưng đến hiện tại hai tòa chung cư T1 và T2 đang là duy nhất tại khu đô thị này. À, bất kỳ ai đến chung cư Parkira Hà Đông cũng đều đánh giá đây là những chung cư mà cao cấp và được xứng tầm À, có thể nói là số 1 của quận Hà Đông đến thời điểm hiện tại bây giờ. Và ở đây à, mua một căn hộ chung cư thì chúng ta không chỉ mua một cái chỗ để ngủ mà thực ra chúng ta là mua một cái không gian, mua một cái môi trường sống. Rất là tuyệt vời tại một cái khu đô thị, một cái quần thể xanh như thế này. À, và nếu như những căn liền kề biệt thự ở bên phía bên dưới kia có giá từ 15 tỷ đến 90 tỷ thì chỉ với từ 3 đến 7 tỷ, bạn hoàn toàn có thể sở hữu một căn hộ cao cấp 5 sao tại chung cư Parkira này và sử dụng được tất cả những tiện ích giá trị tại cái quần thể khu đô thị Park City này. À, tất cả đều có trong đây, trong tòa chung cư này và bên phía ngoài này. À, vâng, đó chính là những căn hộ cao cấp mà tôi muốn đưa đến tại hai tòa chung cư T1 và T2 của trung uh, chung cư Parkira này và tại đây thì chủ đầu tư đã xây dựng hai tòa này với chiều cao là 31 tầng và trong đó bao gồm 432 căn hộ cao cấp và với cái diện tích xây dựng đa dạng từ 65m đến 250m thì đủ cho tất cả các nhu cầu khách hàng trong tất cả phân khúc lựa chọn và bật bí với các bạn rằng ở chung cư Parkira này thì chưa có căn hộ nào ngộp giá đâu so với lại đất nền và đất ở khu đô thị ở một số nơi à, Tính đến từ thời điểm à, tháng 1 năm 2021 à, thời kỳ mở bán đặc biệt là cái giai đoạn từ nhận nhà từ tháng 8 tháng 9 năm 2022 đến đây thì chung cư Parkira này à, đã tăng giá à, trung bình là khoảng 20% Và tôi nghĩ rằng với những cái căn hộ cao cấp và là một khu đô thị hữu hạn tại Hà Đông như thế này thì giá trị những căn hộ ở đây cá nhân tôi nghĩ nó sẽ còn tăng giá trong thời gian tới nữa. À, tôi tin chắc rằng quý vị và các bạn cũng đều muốn sở hữu những căn hộ tuyệt vời như này, những môi trường sống tuyệt vời như này tại một khu đô thị xanh Park City Hà Nội của chúng ta. À, hãy để lại những ý kiến, những quan điểm của các bạn xuống bên dưới video này. À, quên trên kênh YouTube của Thọ Laguend có rất nhiều những video về khu đô thị Park City này. À, nếu các bạn có nhu cầu tìm hiểu căn hộ để mua hay là những căn thấp tầng để mua thì có thể tham khảo trên kênh YouTube của Thọ Lacoden nhé hãy kéo và xem nhiều video ở bên dưới những video này. Cảm ơn các bạn đã dành gian theo dõi video này. Xin chào và hẹn gặp lại.